Đoạn quốc lộ 1A qua địa bàn giáp ranh giữa thôn An Lương, xã Tam Anh Bắc và thôn Mỹ Sơn, xã Tam Anh Nam thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam gần đây trở nên ô nhiễm và nguy hiểm đối với các phương tiện tham gia giao thông. Tại đây, phóng viên ghi nhận chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục lượt xe tải chở đất san lấp từ khu vực Gò Vang ra quốc lộ 1A đã mang theo đất, bụi bẩn rơi vãi trên quốc lộ, kéo dài hàng trăm mét. Ở chiều ngược lại, các xe tải chạy từ quốc lộ 1A cũng khẩn trương vào đường ngang để lên mỏ lấy đất. Không biết nhưng mà dân ở đây là nói chung là lãnh là 100% luôn đó. Lãnh cái gì quá? Lãnh cái bụi nè, nó chữa đây rồi nó ba lên bào trời luôn. Tráng rồi như mưa vậy. Coi như nhòa một nhà là coi như đáng cửa, không có chỗ mở cửa, không bón mua vậy là khách không dám ngồi. Khách không dám ngồi? Không dám ngồi, bụi quá mà khách đâu dám ngồi đâu, nó mua bón nó không được luôn. Cái bịt mũi vậy. Tôi ngồi tôi uống nước tôi ngủ đi, bụi quá. Cái chó này cái gió không nó bụi vô đèn hay khoát là đổ lối. Nên chính quyền địa phương có tới đây hỏi thăm được gì bớt không? Chưa, chính quyền chưa hết nói gì. Thấy sự xuất hiện của phóng viên, một thời gian ngắn sau, có xe phun nước đến xịt rửa đoạn đường. Bụi đất quá dày, quyện với nước trở thành bùn dẻo, cảnh tượng càng thêm nhếch nhác. Các xe tải ra vào lại tiếp tục kéo vịt bùn đi xa hơn. Theo lối vào mỏ đất, phóng viên ghi nhận cảnh tượng hết sức phản cảm. Suốt quãng đường dài hơn 1 km, bụi đất bám dày, đỏ rực trên tán lá cây ven đường. Tại khu vực đồi Gò Vang, hàng chục phương tiện chen chúc tranh thủ thời gian khai thác vận chuyển khoáng sản. Có đến 4 phương tiện đào múc, cùng với đó hàng loạt xe ben từ hạng nhẹ đến nặng nối đuôi nhau chất đầy đất đưa ra ngoài. Tại đây cũng không ghi nhận được bản biển thể hiện ai là chủ sở hữu mỏ đất cũng như các thông tin về thời gian, trữ lượng khai thác v.v. Vào lúc 10 giờ 30 ngày 24 tháng 3 năm 2020, tại đây phóng viên ghi nhận việc xe ra vào khu vực mỏ liên tục. Nhưng doanh nghiệp khai thác không bố trí người đứng cảnh báo. Việc này tạo ra rất nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho các phương tiện khi tham gia giao thông trên quốc lộ 1A theo hướng thành phố Tam Kỳ, thị trấn Núi Thành. Khi nhận được cấp báo của phóng viên, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc công an tỉnh Quảng Nam có mặt tại đoạn quốc lộ trên để tái lập trật tự. Chỉ trong thời gian ngắn, rất nhiều xe đã bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng phương tiện, xử phạt các lỗi như rơi vãi vật liệu, lôi kéo đất ra đường giao thông gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, hay cơi nới thùng xe. Lúc này, các xe chen chúc nhau trong đường và mỏ, không ra quốc lộ nhằm né tránh. Đến khi lực lượng cảnh sát giao thông rời đi thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Qua tìm hiểu, công nhân ở đây cung cấp cho phóng viên số điện thoại của một người được cho là đang phụ trách quản lý mỏ đất. Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, một người tên Việt cho biết mỏ đất san lấp trên đồi Gò Vang là của công ty MEI. Người này cũng không cung cấp thêm các thông tin chi tiết về thời hạn cũng như trữ lượng mỏ đất được phép khai thác. Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.